Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Chúng ta lại được gặp nhau trong video buổi sáng ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ, và đăng ký năm 2015. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi ạ. Và thưa với quý vị bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, ở Việt Nam mình thì những chiếc xe Kia Morning nhập khẩu thì đến đời năm 2011 thôi. Từ năm 2012 trở đi thì rất là ít rồi. Bởi vì thông tư 2011, tức là thông tư 20 đấy ạ, cấm nhập khẩu xe ô tô, cấm nhập khẩu tự do. Cho nên là những chiếc xe Morning nhập khẩu tại nội địa của Hàn Quốc thì không còn nữa, và còn rất ít trên thị trường ấy, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc thôi ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ, cái phiên bản nhập khẩu thì là cái tương đối là đầy đủ đồ rồi ạ. Quý vị và các bạn nhìn qua về cái phần đầu, phần ba đời sốc trước thì quý vị và các bạn đã thấy được luôn đấy ạ. Nó có rất là nhiều đồ, đèn bi xenon này, đèn led này, đây là cái đèn bi xenon và đèn led này. Đấy, đèn nguyên bản theo xe đấy ạ. Và dưới của nó là cái phiên bản là có đèn gầm rồi, đèn gầm. Và sản xuất năm 2015. Và chiếc xe này là còn nguyên bản hết đấy quý vị và bạn nhé. Không những nó còn nguyên bản mà nó còn rất là mới luôn đấy ạ. Từ những cụm đèn pha rất là sáng cho đến đèn gầm cũng rất là mới và sáng luôn đấy ạ. Option thì tương đối là đầy đủ ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về, chúng tôi còn chưa có dọn dẹp, chưa có rửa đấy gì cơ. Nhưng mà nó cũng không xước sát gì nhiều đâu, thưa với quý vị bạn ạ. Không cần phải sơn, không cần phải đánh bóng gì mà nó vẫn được đẹp như thế này đấy ạ. Và ở cái phiên bản màu đỏ thì trên thị trường nó có màu đỏ cờ và màu đỏ đun. Nhưng chiếc xe này thì quý vị bạn thấy ạ, nó là cái màu đỏ này rất là độc. Nó là cái màu đỏ hồng đấy, màu đỏ hồng luôn đấy ạ. Và xe cũng đã được là trang bị là gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương. Và đây là cái phần lốp của nó đây quý vị các bạn ạ. Lốp còn rất là dày. Đấy, lốp còn rất là dày và có cả cảm biến áp suất lốp. Cái van này là cái van cảm biến áp suất lốp quý vị các bạn nhé. Nó khác với cái van không có cảm biến, van không cảm biến nó chỉ là van nhựa thôi. Đây là van cảm biến áp suất lốp ạ. Và lốp còn rất là dày, rất là mới ạ. Xe thì cũng đã được trang bị khóa thông minh. Khóa thông minh bấm tay mở cửa đây ạ. Khóa này là khóa thông minh này. Bấm tay mở cửa này. Cốp điện luôn ạ, bấm tay mở cửa đấy. Bấm tay mở cửa thì này nó có cả hai bên cửa, cả cửa bên lái và cửa bên phụ luôn. Nước sơn còn rất là mới và rất là bóng đấy ạ. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem một cái góc nghiêng để quý vị và các bạn thấy được là cái nền của nó còn rất là đẹp ạ. Nếu như đâm đụng hay là bị va chạm rồi thì là cái nền nó sẽ xấu ạ. Làm lại thì nền không bao giờ đẹp được đâu ạ. Nếu như đã làm lại thì cái nền không còn được căng như thế này đâu ạ. Nước sơn nguyên bản còn cũng rất nhiều đấy ạ. Chạy ở Hà Nội thì là cái đường nó đông, xước sát là cái chuyện bình thường. Nhưng chiếc xe này thì cái phần sơn zin của nó cũng còn nhiều đấy ạ. Tất nhiên là cũng đã sơn một vài điểm rồi, nhưng mà cái sơn zin này còn rất là nhiều. Và nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị và các bạn cũng đã thấy được đấy ạ. Xe cũng đã được là trang bị là cảm biến lùi. Đây, cảm biến lùi nguyên bản theo xe đấy ạ. Bốn mắt cảm biến lùi nguyên bản theo xe. Đấy. Và camera lùi, đây là cái phần camera lùi nguyên bản theo xe đây này. Camera lùi nó tích hợp ở trên cái logo. Và nó đây là cái công tắc mở cốp sau luôn ạ. Nếu như mà độ đồ thì không bao giờ có camera kiểu này nhé. Nếu độ là phải lắp thêm bên ngoài. Đây là camera nguyên bản theo xe. Đã có đầu DVD, màn hình, camera theo nguyên bản theo xe. Và cốp cũng là cốp điện luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái phần cốp điện. Đèn phanh trên cao, đây là cái đèn phanh trên cao đây ạ. Đấy, nhìn rất là mới, rất là đẹp luôn. Về cái phần ngoại thất thì còn rất là mới và rất là đẹp rồi.
bây giờ thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái phần nội thất xem nó sẽ như thế nào ạ. Đầu tiên thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về phần đâm đụng hay va chạm không đá. Trước tiên thì chúng ta vẫn xem qua về cái cánh cửa bên lái ạ. Đây là cái cánh cửa bên lái này. Thưa với quý vị bạn, keo chỉ đây ạ. Đây là cái phần keo chỉ còn nguyên nhé. Keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này còn nguyên này. Đấy. Keo chỉ còn nguyên. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn. Đấy, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Còn nguyên bản hết. Đây là chiếc táp bi cửa đây ạ. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Gương chiếu hậu là gập điện rồi. Đây là có gương gập này. Đấy. Bậc cửa thì cũng đã được chủ xe lắp cái thêm cái dán thêm cái bậc inox này chống xước này rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nhìn thấy cái bậc cửa này nó cũng không bị xước sát gì đâu ạ. Và đây là tem của nhà sản xuất ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 đây ạ. Và sản xuất tại Hàn Quốc đấy ạ. Đấy. Ghế đã là ghế da rồi. Ghế da này, tích hợp cả sấy ghế luôn đấy ạ. Đây là cái phần sấy ghế. Sấy ghế cả hai ghế trước và bên lái và bên phụ đều có sấy ghế này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Đây là vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Từ điện thoại này cho đến cruise control. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc Kia Morning nhỏ như thế này mà đã tích hợp cruise control rồi thì quý vị và các bạn thấy rồi đấy, option của nó, của những cái dòng xe nhập nội địa là nó nhiều như thế nào rồi đấy ạ. Và vô lăng còn có cả sấy vô lăng cơ ạ. Đấy, đây là cái phần sấy vô lăng. Và sau đây thì tôi sẽ bật tiếp cái đồng hồ công tơ mét này lên cho quý vị và các bạn xem. Đầu tiên là quý vị và các bạn xem về cái phần nó hiển thị nhá. Tại vì là bây giờ cái xe này nó có cả cảm biến áp suất lốp, nhưng nếu như bật nổ máy lên là nó không báo, tức là áp suất lốp chưa hết. Nhưng tôi sẽ bật lên thì quý vị và các bạn thấy luôn này. Nó có cảm biến áp suất lốp đấy. Báo cảm biến áp suất lốp. Và đầu màn hình DVD đây ạ. Đấy, có cả màn hình giải trí thông tin đa phương tiện DVD. Đấy, quý vị và các bạn thấy option có nhiều không ạ? Kia Morning mà có cả điều hòa tự động luôn này. Điều hòa tự động này. À, đây là cái điều hòa tự động của Morning nhé. Khóa thông minh đèn nổ start đây. Start top đây đã. Đấy. Cảnh báo áp suất lốp. Sấy vô lăng, cruise control. Ở cái phân khúc A như chiếc Morning mà đã được trang bị đầy đủ như thế này rồi thì chỉ có phiên bản nhập nội địa của Hàn Quốc mới có được quý vị các bạn nhé. Chứ xe lắp ráp trong nước chưa có đâu ạ. Gương chiếu hậu cũng là chống chói luôn đấy ạ. Đấy. Nội thất thì rất là đẹp. Nội thất là ghế da rồi, rất là đẹp ạ. Và phần tiếp theo thì chúng ta cần phải tìm hiểu đó là cái cánh cửa phía sau bên lái ạ. Và tất nhiên thưa với quý vị và các bạn, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Keo chỉ cũng sẽ còn nguyên bản ạ. Ốc bản lề đây ạ. Còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Nội thất ghế da này, đằng sau rất là đẹp rồi. Trần cũng rất là mới, rất là sáng ạ. Và tôi cũng quên vừa nãy không giới thiệu cho quý vị và các bạn là chiếc xe này đã được trang bị là 4 túi khí nhé. 4 túi khí và phần trần này rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi mua về còn chưa dọn rửa gì cả mà vẫn đẹp như này đấy. Bây giờ thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái phần cốp xe nhé. Xem có đâm đụng gì hay không ở cái phía sau này. Thì đầu tiên thì xem cái cốp này. Cái ốc của cốp này. Đây là cái phần ốc của cốp nhé, còn nguyên bản luôn. Đó. Ốc cốp nguyên bản này. Keo chỉ cũng nguyên bản này. Đó. Keo chỉ là còn nguyên bản hết đấy. Điều này là chứng tỏ là cái đằng sau này chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì đâu ạ. Đằng sau này nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và đây là cái phần lốp sơ cua quý vị các bạn nhé. Đây là cái lốp sơ cua này. Cái vành sơ cua là nó khác với cái vành bên ngoài đi như quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là cái lốp sơ cua. Đấy, nhìn qua về cái phần nội thất này. Rất là mới, rất là đẹp đúng không quý vị các bạn.
Quý vị và các bạn thấy rất là sạch sẽ, đẹp đẽ này. Và đây là cái cánh cửa sau bên phụ, tôi vẫn quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem này. Keo chỉ đã này, keo chỉ đây là nó có những cái vết mà đánh bóng nhá, đánh bóng này là do chủ cũ làm nhá, chứ chúng tôi mua về là tôi còn chưa làm gì cơ, đến rửa tôi cũng chỉ mới rửa qua đi thôi chứ chưa có thời gian để đánh bóng cơ. Đây là những cái vết xi đánh bóng mà chủ xe trước đó đã đánh đấy, đánh từ lâu rồi đấy ạ. Ốc bản lề này còn nguyên bản hết này, rất là đẹp luôn. Rất tuyệt vời, một chiếc xe Kia Morning 2015 nhập khẩu còn nguyên bản hết đấy. Cái cánh cửa bên phụ này cũng được bấm tay để mở khóa đấy ạ. Đây ạ, cái cánh cửa bên phụ ạ, chúng ta sẽ xem về cái cánh cửa bên phụ này. Đầu tiên là chúng ta vẫn phải xem về cái phần keo chỉ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Bậc cửa thì chủ xe đã ốp thêm chrome chống xước, rất là mới, rất là đẹp luôn. Táp bi cửa cũng rất là mới, sau 5 năm sử dụng với 5.5 vạn km, chiếc xe còn rất đẹp như thế này đây ạ. Chiếc xe Kia Morning 2015 nhập khẩu, sở hữu ngoại thất và nội thất đẹp như vậy rồi thì không biết là máy móc sẽ ra làm sao. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu về cái động cơ của chiếc xe này đã. Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải đi xem qua xem là chiếc xe này có bị đâm đầu hay không đã. Đâm đầu hay không thì quý vị và các bạn xem đây ạ. Đây là cái ốc cabo nhá. Ốc cabo còn nguyên bản này. Đây là phần ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản đây ạ. Ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản như này rồi. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc đây nguyên bản hết. Thì điều này là chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái đằng trước rồi. Không đâm đụng thì cái cabo nó mới còn nguyên bản đấy như thế này ạ. Và cái động cơ, động cơ thì quý vị và các bạn xem đây ạ. Các ốc cũng còn nguyên bản hết ạ, từ ốc chân máy luôn ạ. Ốc chân máy cũng còn nguyên bản cho đến ốc mặt máy cũng còn nguyên bản luôn ạ. Đấy. Thế là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết và tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị phanh ABS rồi. Đây là cái cụm phanh ABS ở tận bên dưới quý vị các bạn nhé. Cụm phanh ABS đấy ạ, nó ở sâu bên dưới đấy. Và cái động cơ này thì nó rất là sạch sẽ rồi thưa với quý vị các bạn. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp thì tôi mua về tôi thấy nó sạch sẽ như này rồi thì tôi cũng không dọn dẹp gì đâu, tôi để cho nó nguyên hết đấy ạ. Mua về như thế nào thì tôi để nguyên như thế vậy đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là sạch sẽ luôn ạ. Vì chiếc xe này chạy có 5.5 vạn km thôi. Rất là đẹp luôn. Đấy. Tất cả các chi tiết trong cái khoang động cơ này còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Có chăng ở trong cái khoang động cơ này thì chỉ thay mỗi cái phần ắc quy thôi. Cái ắc quy thì sử dụng khoảng độ 2 đến 3 năm thì sẽ phải thay rồi ạ. Còn toàn bộ nó là nguyên bản hết ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning 2015 nhập khẩu này thì xin hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 355 triệu đồng và vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video. Quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và xin chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.